rực lửa, hành trình ma quái của những chuyến xe chở hàng tấn tiền tỷ cho chưa Mỹ Lan, bà Trùm khai ra tổ chức mật ở nước ngoài và cách tiêu tiền kinh khủng nhất thế giới. Thưa quý vị, nữ hoàng trương Mỹ Lan một tay ôm hàng ngàn tỷ đến nay vẫn là dấu hỏi cực lớn của dư luận. Cách bà Trùm bon rút cả chục năm không ai hay biết, lũng đoạn thị trường cả nước và cho người dân vay vốn một cách gây dọn. Thế nhưng, những chuyến xe container chở hàng tấn tiền đi như tàng hình mới khiến người ta dùng mình. Vậy bà Trương Mỹ Lan tiêu tiền đó vào đâu và làm sao để tiêu cho hết. Thế là lộ ra cả sao huyệt ở nước ngoài thao túng. Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Mới đây, các trinh sát đã giải mã được những chuyến xe chở hàng trăm nghìn tỷ đồng bí mật rời ngân hàng SCB. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát thâu tóm, sở hữu phần lớn cổ phần SCB để dễ dàng sắp xếp dàn lãnh đạo bộ máy của ngân hàng này. Với hơn 1.400 triệu cổ phần tương đương 91% vốn điều lệ sở hữu hoặc chi phối Bà Lan đã đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt của SCB như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát. Từ đó, bà Lan dễ dàng thông qua những cá nhân trên để điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Mặc nhiên, bà Lan là người đồng ý để Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành và Bùi Anh Dũng làm chủ tịch SCB qua các thời kỳ. Trong đó, lý do ông Bùi Anh Dũng được bà Lan lựa chọn là hiền, không quậy phá, được lòng người. Đáng sợ nhất là bí mật ký hiệu HSTT trên hồ sơ vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận điều tra, mỗi khi gặp khó khăn về tiền để trả cho các khoản vay trước đó ở SCB, người đứng đầu ngân hàng từng thời kỳ sẽ báo cho bà Lan biết để tìm phương án xử lý. Phương án của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát là đi gặp bạn bè để mượn tài sản hoặc dự án hoặc sử dụng tài sản của mình làm tài sản đảm bảo, đưa vào SCB vay tiền để trả cho các khoản vay trước. Các tài sản trên thường không đủ giá trị để đảm bảo cho khoản vay, tuy nhiên các bị can xử lý bằng cách thuê thẩm định giá nâng giá trị tài sản. Bà Trương Minh Lan khai tiền giải ngân, các khoản vay trên được sử dụng vào việc trả nợ gốc lãi các khoản vay trước, trả nợ vay cho bạn bè người thân của bà Lan, trả chi phí cho các hoạt động của SCB, trả tiền mua lại các dự án, thường là các dự án đã mượn để thế chấp rồi mua lại, trả tiền gốc lãi trái phiếu, trả công cho những người đứng tên hộ công ty, các khoản vay tài sản. Theo lời khai của ông Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB, các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều có điểm chung là chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền theo chỉ đạo của bà Lan. Thực tế, các đơn vị tại SCB không thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm án vay vốn. Các khoản cho vay đối với nhóm khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan trên hệ thống dữ liệu kho banking của ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là HSTT để ghi chú khách hàng, phục vụ việc theo dõi thống kê và phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình cho vay thông thường. Về ký hiệu HSTT, lấy khai của Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB cho biết, nghĩa là hội sở tiếp thị. Theo Văn, để tránh sự kiểm tra giám sát hoạt động cho vay tại các chi nhánh SCB, bà Lan chỉ đạo thành lập các đơn vị cho vay mới tại hội sở SCB để giải quyết các khoản vay theo yêu cầu của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Ngày 6 tháng 3 năm 2020, Văn ký tờ trình đề xuất Đinh Văn Thành, Chủ tịch SCB khi đó ký quyết định thành lập Trung tâm Kinh doanh Khách hàng Wholesale, kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối doanh nghiệp kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân. Ba đơn vị trên có đặc điểm khác với các chi nhánh thông thường của SCB là các đơn vị trực thuộc quản lý điều hành của hội sở SCB không có con dấu riêng mà sử dụng con dấu của đơn vị khác, không có bộ phận kho quỹ riêng. Sau khi thành lập, ba đơn vị này là bộ phận chuyên thực hiện các hồ sơ vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Những chuyến xe chở tiền Để hợp thức việc rút tiền tránh bị cơ quan chức năng phát hiện truy vết dòng tiền, Bà Lan chỉ đạo các bị can tại SCB và Vạn Thịnh Phát sử dụng các phương án vay vốn khống, thực hiện giải ngân, chuyển tiền vào các tài khoản của những cá nhân pháp nhân mà hoặc cho họ rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền. Khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt, bà Lan chỉ đạo Bùi Văn Dũng lái xe riêng đến SCB chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền. Cùng lúc đó, nhân viên SCB sẽ liên hệ với người của Vạn Thịnh Phát yêu cầu cung cấp pháp nhân, cá nhân nhận tiền rút tiền, lập phiếu chi và các thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt sau đó những cá nhân đại diện pháp nhân mà sẽ đến ngân hàng để ký chứng từ rút tiền. Tiền mặt sẽ được xuất khỏi quỹ giao cho Dũng. Tài xế của bà Lan sau đó sẽ trở tiền về nhà bà Trùm, giao cho một cá nhân tên là Trần Thị Hoàng Uyên. Uyên theo chỉ đạo của bà Lan giao tiền cho những người đến nhận và không lưu trữ ghi chép gì về người nhận tiền. Một phương thức khác được nêu trong kết luận điều tra là Dũng sẽ trở tiền từ ngân hàng về trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giao theo chỉ đạo của bà Lan, hoặc chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân mà bà Lan yêu cầu. Từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, Dũng đã vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và hơn 14 triệu đô la Mỹ từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan, hoặc đưa giao một số cá nhân theo chỉ đạo của nữ chủ tịch tập đoàn. Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, tiền giải ngân các khoản vay được sử dụng vào việc trả nợ gốc lãi các khoản vay trước, trả nợ vay cho bạn bè, người thân. Để xử lý các khoản vay này, bà Trương Mỹ Lan đi gặp bạn bè để mượn tài sản hoặc dự án hoặc lấy tài sản của mình sử dụng làm tài sản đảm bảo để đưa vào SCB, vay tiền ra xử lý các khoản vay trước, các tài sản đảm bảo thấp hơn nhiều giá trị số tiền rút ra. Để giải quyết việc này, bà Trương Mỹ Lan khai phải thuê thẩm định giá nâng giá trị tài sản đảm bảo. Những việc này sau khi báo cáo với bà Lan, lãnh đạo ngân hàng SCB qua các thời kỳ sẽ chủ động phân công cán bộ nhân viên SCB và những người liên quan thực hiện. Lò rực cháy, báo tiền phong vào cuộc scandal tướng Phạm Bá Hiền, lòi ra sự thật còn chấn động gấp bội, hóa ra cụ tổng âm thầm đằng sau để nhắm quyết không tha kể cả tướng quân đội. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua scandal tướng Phạm Bá Hiền bùng lên sau khi cộng đồng mạng truyền cho nhau xem hình ảnh bữa tiệc mừng ông đại tá tư lệnh binh đoàn 16 được thăng cấp thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam tại lâu đài to nhất tỉnh Hà Tĩnh của gia đình ông. Bên cạnh những thắc mắc, những bình phẩm về việc tiền từ đâu ra để ông đại tá tư lệnh binh đoàn 16 và gia đình có thể dư giả tới mức phô bày cuộc sống xa hoa của ông và gia đình. Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Những ngày qua, dư luận xôn xao việc gia đình bà Từ Thị Loan, 80 tuổi, thôn Đồng Thắng, xã Mai Phụ, huyện Đồng Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức bữa tiệc mừng con trai là Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, tư lệnh binh đoàn được thăng quân hàm. Bữa tiệc được tổ chức trong một tòa nhà nguy nga tráng lệ với hàng trăm khách mời, lãng hòa chúc mừng, dựng khắp khuôn viên. Trao đổi với phóng viên tiền phòng, một lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh nói, Hôm tổ chức tiệc chúc mừng thì thường trực tỉnh ủy cũng có dự một thời gian ngắn tại tư gia nhà bà Từ Thị Loan, mẹ của thiếu tướng Phạm Bá Hiền với tư cách bạn bè tôi rất buồn vì việc của cá nhân lại ảnh hưởng đến tỉnh sự việc bị đẩy lên quá mức về việc thông tin tỉnh hà tĩnh tổ chức tặng hoa cho thiếu tướng phạm bá hiền tại thôn đông thắng vị lãnh đạo tỉnh hà tĩnh phủ nhận phần lớn con em quê hương khi được phong hàm giáo sư tướng lĩnh đều về trao lãnh đạo tỉnh và tỉnh tặng hoa chúc mừng tại trụ sở của tỉnh đây là việc làm nhằm ghi nhận khích lệ sự nỗ lực của con em quê hương Việc gặp mặt tặng hoa của lãnh đạo tỉnh được tổ chức tại cơ quan, không như một số thông tin cho rằng lãnh đạo tỉnh tặng hoa tại tư gia của cá nhân đó, vị này nói. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ nói, gia đình bà Loan mở tiệc nhiều ngày để chúc mừng và mời bà con lối xóm đến dự, không nhận tiền của ai cả. Các mầm cỗ cũng rất thịnh soạn, được họ thuê đấu ở nơi khác về. Căn nhà xây dựng hơn 5 năm qua, song rất ít người vào bên trong. Chỉ hôm mở tiệc mời cả làng thì mới được vào và chiêm ngưỡng. Và cũng nhờ tiền phong vào cuộc nên thiên hạ mới biết gia đình đại tá tư lệnh binh đoàn 16 có thể là thâu tóm đất nông nghiệp xây dựng một lâu đài mà chẳng ai cho phép. Cụ thể là gia đình ông Hiền tự tiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng trái phép, từng bị báo chí phơi bày vào năm 2018 và đã được hợp thức hóa vào năm 2019, báo tiền phong thông tin. Năm giữa thôn Đông Thắng, biệt thự của bà Từ Thị Loan nổi lên với sự nguy nga tráng lệ. Theo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà, Diện tích thửa đất số 104 từ bản đồ số 17 bao gồm 1.214,5m2 là diện tích đất của bà Loan và 1.760m2 do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 8 hộ dân. Công trình được xây dựng kiên cố có tường bao quanh với diện tích đất ở là 2.449,8m2 và đất trồng cây lâu năm là 524,7m2. Phần đất nông nghiệp có diện tích 3.973,6m2 ở phía sau vườn bà Loan nằm tách biệt với khu đất ở xây dựng biệt thự. Năm 2018, khu đất này đã được bà Loan lập dự án nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đây là đất nông nghiệp của bốn hộ dân, nhưng các hộ gia đình sản xuất không hiệu quả nên đã có đơn tự nguyện trả lại đất cho Ủy ban Nhân dân xã Mai Phụ quản lý. Tuy nhiên, khi chưa được cấp chính quyền đồng ý thì bà Từ Thị Loan đã cho triển khai xây dựng. Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã đình chỉ và yêu cầu hoàn tất thủ tục pháp lý. Vì nhân dân phụng sự và cái giá của sự đi ngược, lời thề và sự bội ước cần lên án. Thưa quý vị và các bạn, nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 80 năm qua, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn lấy lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Mọi sự đi ngược với tinh thần triết lý ấy đều phải trả giá. Một loạt cán bộ cấp cao vừa bị khởi tố, họ bội ước bốn lời tuyên thể thiêng liêng khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng trước sự cám dỗ như của Việt Á, nếu bản lĩnh nhớ và giữ vững được lời tuyên thệ, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được mọi cám dỗ. Những quyết định khởi tố bị can của cơ quan chức năng đối với một số lãnh đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy cuộc chiến không khoan nhượng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ngày càng quyết liệt và được nhân dân ủng hộ đông đảo. Rồi đây các vụ việc tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được đưa ra ánh sáng, không gì che lấp được và không ai cản được. Cuộc chiến này sẽ ngày càng cam go quyết liệt nhưng không thể lùi bước. Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2023 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra vừa qua cho biết, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng đến nay đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Trong rất nhiều nguyên nhân của tình trạng đó, nhìn sâu bên trong, một nguyên nhân sâu xa là họ bắt đầu từ sự tha hóa tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nói cụ thể và nghiêm khắc, họ đã bội ước lời tuyên thệ thiêng liêng khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã dẫm đạp lên lời thề nghề nghiệp, dối trá và phụ bạc nhân dân. Họ thề tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chủ trương cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng, nhưng sự thật thì sao? Đây là lời tuyên thệ trước Đảng kỳ khi họ gia nhập Đảng. Lời tuyên thệ là vậy, song việc thực hành sự tuyên thệ ấy mới là điều cần bàn. Chúng ta chứng kiến sau hành năm công minh chống đại dịch COVID-19, có biết bao gia đình đã ly tán mất người thân, biết bao cuộc chia ly để cùng nhau vào vùng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang, Hải Dương. Đây là một sự cố gắng nỗ lực của cả dân tộc tạo nên thành công trong phòng chống dịch được cả thế giới công nhận. Song trong sự nỗ lực sinh tử ấy của dân tộc lại xuất hiện con virus nguy hiểm hơn cả COVID-19 mang tên Việt Á hàng loạt quan chức ngành y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tại nhiều tỉnh, thành phố và cả một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đã ngã ngựa, rơi vào vòng lao lý. Hàng loạt những người được gọi là khoa học gia đã đem sự dối trá bôi nhọ lên thanh danh trung thực, liêm chính của những nhà khoa học chân chính và cả những sĩ quan công tác trong lực lượng vũ trang. Thật chớ trêu, họ đã bội thề và xâm phạm uy tín của đảng, danh dự của nhà nước, lợi dụng đục nước béo cò chỉ cốt để vinh thân phỉ già, họ vứt đi liêm sỉ, quỳ xuống thờ phụng đồng tiền để đục khoét quốc khố, ngoảnh mặt với sự sinh tử của đồng bào. Họ tự phỉ bán danh dự cán bộ, đảng viên, cam tâm lạnh lùng, trà đạp lên nỗi đau mất mát của nhân dân, cốt để bành trướng lợi ích phe nhóm, mưu toan làm mục ruỗng quốc gia. Chắc chắn những cái tên như loại ấy còn dài nữa và làm cho nạn bội ước bội thề có nguy cơ lan rộng, càng thêm nguy hại và cũng vô cùng nhức nhối. Vậy là lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng đối với những cán bộ đảng viên ấy chẳng còn giá trị, chẳng còn thiêng liêng đã đành. Trước khi bị cơ quan chức năng truy tố, những cán bộ đảng viên đó vẫn điềm nhiên khoác lên mình tấm áo mỹ miều, cố tình che đậy sự ly khai mục tiêu lý tưởng của Đảng, dẫm đạp lên lời thề Hippocrates thiêng liêng, lời thề khoa học liêm chính và trung thực sự thất bại về pháp luật họ còn có thể sửa chữa được và ra tù nhưng họ có hiểu không họ thất bại về đạo đức như thế thì ai trong số họ có thể tìm được trốn nâng thần sau khi mãn hạn tù họ thề không ngừng học tập rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức năng lực công tác phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng có lối sống lành mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội cục bộ quan liêu tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác chấp hành quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm nhưng sự thật như thế nào Nhìn vào diễn biến vụ án Việt Á, một bộ phận cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó đã thiếu tù dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, không tự cảnh giác tự rèn luyện mình, có đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Họ đã bắt tay móc ngoặc với nhau để tìm kiếm lợi ích cho riêng mình trong tất cả các khâu, quy trình để cấp phép cho sản phẩm của Việt Á. Từ đề tài khoa học đến cấp số, sổ lưu hành, đến hiệp thương giá cả để đưa sản phẩm của Việt Á vào sử dụng nhằm trục lợi không chỉ cho bản thân mà còn vun vén cho gia đình, dòng họ, phe nhóm họ. Với cương vị của mình, lẽ ra bộ phận đảng viên này phải làm tấm gương chống chủ nghĩa cá nhân cục bộ quan liêu tham nhũng thì bản thân họ lại đi ngược với lời thề của chính mình và vì lợi ích tam tối của mình mà trà đạp lên lợi ích của cả dân tộc Việt Nam. Họ không thể biện minh cho sự thiếu kiến thức chuyên môn, cái mà họ thiếu là đạo đức và tấm lòng trong sáng và khi quyết định kỷ luật của đảng được ban ra các cơ quan chức năng xác quyết họ mới thấu cái giá phải trả cho hành động đi ngược lại lời thề danh dự của người cán bộ đảng viên thì đã quá một màng